giúp da sáng đẹp từ bên trong, từ cái lá tía tô. Cách thứ nhất là lấy 20g cái lá tía tô tươi, sau đó hãy rửa thật là sạch, nấu cùng với 1 lít nước. Nó sôi 5 phút thì hãy tắt bếp, để nguội và vắt nước cốt của nửa quả chanh vào. Một ngày là uống 1 ly. Cách thứ hai, hãy lấy một cái nắm lá tía tô, rửa sạch, sau đó nấu cùng với 1,5 lít nước, thêm 2 nhánh xả vào, nấu sôi 10 phút, hãy lấy cái nước này mang đi xông mặt. Một tuần là hãy xông mặt 3 lần. Cách thứ ba là hãy lấy 15 đến 20 cái lá tía tô, rửa thật là sạch, sau đó hãy giã nát đi. Cho thêm 1 thìa mật ong nguyên cắt vào, trộn cái hỗn hợp này cho thật là đều, sau đó rửa mặt cái thật là sạch và bôi trực tiếp lên da mặt để im trong vòng 10 đến 15 phút. Có thể massage nhẹ nhàng để nó thẩm thấu vào da. Làm ba cái cách này liên tục trong vòng 1 tháng thì làn da sẽ đẹp từ trong ra ngoài.